Hiện giờ chúng em đã có mặt tại Châu Quỳ Gia Lâm nhé, để lắp cho anh Quyền dàn loa karaoke. Nhà của anh là ở số nhà 111 Cửa Việt, Châu Quỳ Gia Lâm. Các bác và anh em cùng vào không gian nhà anh Quyền ở Châu Quỳ Gia Lâm để setup bộ âm thanh nhé. Đây, hàng chúng em đang xuống và sẽ setup lên đây. Vào khỏi nhà. Thế này không ạ? Nhà anh Quyền ở 11 hecta nhá, gần Châu Quỳ Gia Lâm nhá. Tuyệt vời, rất là hay. Các bác có nhu cầu âm thanh nhá, ghép bộ này là hay, tuyệt vời đấy. Phải nói là hơi bị chất. Ôm súp 560 Bluetooth, đô la VA12, vứt đẩy X23 Pro, MIG321 Pro luôn. Tuyệt vời, phối hợp rất là ăn ý, giống như là đội tuyển bóng đá Việt Nam vậy. Video của chúng em của Hoàng Long đem đến đây là kết thúc. Cảm ơn nhà anh Quyền đã ủng hộ cho công ty Hoàng Long dàn loa karaoke thật là tuyệt vời. Xin chúc anh Quyền một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.